Ở hôm nay đi công viên vui không? Cũng vui mà hơi nắng nha. Trời ơi, mà sắp tới lễ 30/4 năm có tặng quà cho anh không? Em biết rồi đó, nàng đàn ông ít nhất phải có cái đồng hồ trên tay, đeo nó mới đẹp, nó mới sang. Thì cũng mới mua cái Apple Watch S8 bên Mua Túi Mobile này coi coi. Trời ơi, Apple Watch S8 luôn á hả? Ừ. Con này xịn lắm á, em biết không? Ủa, nhưng mà nó có gì hay không? Có chứ, trời ơi, con này rất là hay luôn á. Để anh review cho em và các bạn xem nha. Tàn gọi đây là chiếc Apple Watch quốc dân nha các bạn. Vậy nó có những cái tính năng gì mà gọi là quốc dân? Để Tàn liệt kê cho. Đầu tiên, đó chính là cái chuẩn Bluetooth 5.3, kết nối rất là tốt với cái điện thoại của chúng ta luôn nha. Cụ thể là iPhone, kết nối nhanh và ổn định luôn ha. Tiếp theo chính là tính năng kháng bụi chuẩn IP6X, kháng nước chuẩn 5 ATM, giúp cho chiếc Apple Watch S8 của các bạn có thể kháng nước lên tới 50m lận nha. Ngoài những cái tính năng vừa rồi thì em này còn được bổ sung hai tính năng mới, đó chính là Temperature Sensor và tính năng Rat Detection nha. Đối với tính năng cảm biến đo nhiệt độ thì cái app hưởng lợi nhiều nhất đó chính là đo chu kỳ kinh nguyệt nha các bạn. Mặc dù trước đó đã có cái tính năng này rồi nhưng bây giờ nhờ cái cảm biến này nó sẽ đưa ra những con số chi tiết và cụ thể nhất nha. Còn cái tính năng phát hiện va chạm á các bạn, hy hữu lắm mới xảy ra thôi. Tính năng này nó sẽ gọi cấp cứu hoặc là người thân trong danh bạ của các bạn. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái tính năng cơ bản mà chiếc Apple Watch nào cũng có nha. Như là cái chế độ tập luyện thể thao trong nhà và cả ngoài trời luôn ha. Đo nhịp tim, đo điện tâm đồ ECG, mà quan trọng là khi có tin nhắn tới bạn có thể phản hồi cực kỳ nhanh chóng luôn. Về phần thiết kế thì em này không có gì khác biệt so với Series 7 nha các bạn. Nhưng mà nãy mới mượn được bên Minh Tấn Quốc Bài bản thép. Trời ơi, nó đẹp hơn bản tiêu chuẩn rất là nhiều luôn. Chúng ta vẫn sẽ có hai size là 41 và 45mm nha. Và cái cụm loa bên hông nó vẫn sẽ được thiết kế là một cái đường dọc thôi, thay vì hai cái đường tách biệt ra hẳn. Và đương nhiên chúng ta vẫn sẽ có hai phiên bản, đó chính là GPS và LTE nha. Vậy thì chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc là nên lựa chọn phiên bản nào đúng không? Thì rất là dễ hiểu thôi các bạn ơi. GPS chúng ta sẽ phải kết nối với iPhone mới sử dụng được. Còn LTE chúng ta sẽ có thể gắn eSIM vào, có thể nghe gọi sử dụng cái chiếc Apple Watch này như một cái điện thoại độc lập được luôn nha. Mọi người thường có xu hướng lựa chọn phiên bản GPS tại vì thứ nhất nó rẻ hơn nè, và quan trọng là kết nối với điện thoại xài nó đồng bộ hơn hẳn luôn. Về phần màn hình của Apple Watch S8 này, nếu mà so sánh từ S6 trở xuống á thì có khác biệt nha. Còn nếu mà so sánh với S7 không có khác biệt. Màn hình của Apple Watch S8 bây giờ đã được làm lớn hơn S5 lên tới 40% nha. Còn viền màn hình thì lại được làm mỏng hơn tới 20% luôn. Bởi vì khi các bạn sử dụng á, các bạn trả lời tin nhắn nè, hay mà các bạn coi những cái ảnh ở trên cái Apple Watch này luôn, nó sướng mà nó đã con mắt lắm. Về màn hình của chiếc Apple Watch Series 8 này á, nó bự nè, vì nó mỏng mà. Xài nó đã lắm các bạn ơi. Cái tính năng on-on display cũng vậy. Apple Watch S6 sẽ sáng hơn S5 lên tới 2.5 lần. Còn S7 sẽ sáng hơn S6 lên tới 70%. Nhưng đến dòng S8 thì lại không có gì khác biệt so với lại S7 nha. Như vậy là một phép so sánh đơn giản ha các bạn. Thì S8 so với S7 không có gì khác biệt về cái tính năng on-on display á. Nhưng mà S8 so với những cái dòng Apple Watch còn lại luôn thì chắc chắn sáng hơn nhiều nha. À, trừ cái Apple Watch Ultra nữa. Đó, thấy chưa, cái dây Milan đeo trên tay anh nó đẹp, phải nói luôn, đeo trên tay anh nha. Chứ em đeo không có được, cái này nó bự lắm. Mà giá bên Tuấn Mobile, trời ơi, con này chưa tới 15 triệu. Quá đẹp luôn em ơi. Đúng. Nếu mà thích á, tới ngay Tuấn Mobile mua. Nổi lộn, em mua cho anh rồi mà. Còn nếu các bạn thích á, tới ngay Tuấn Mobile để mua em này nha. Đừng quên like, share, subscribe kênh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà em mua bằng thẻ của anh.